Thôi, cháu mới chú ăn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đem lên nướng nhé. Nóng bức như thế này ấy, thì ăn cái món này thì nó rất là đơn giản và dễ ăn mọi người ạ. Ở đây thì mình tận dụng những cái gì cây nhà lá vườn thì mình làm thôi. Còn bạn nào mà có điều kiện hay là có thể làm thêm biến tấu ra những cái nguyên liệu nó nhiều hơn để ăn cho nó ngon. Mùa hè nóng được như thế này ấy, thì ăn những cái món nó đơn giản như này thôi thì nó rất là dễ ăn. Thì mọi người có thể thử làm theo nhé. Chúc mọi người thành công.
Rồi, xong rồi chua nhá.